sao đủ không? Dạ cười cười không đâu làm gì nha tiền. Chắc hai nháy mà gì phái cười hoài đó. Hai nháy rồi không? Nháy rồi mình ơi. Người khác đó. Ừ. Không ra là gã người khác gán chịu nha. Tôi đăng ký rồi đó nghe. Đó chú là sao đóng bắt rồi cỡ này ta đám cưới luôn đó, không là gã bả cho người khác đó nghe. Anh ơi, à, hai vợ chồng mình đám cưới luôn nha. Tại vì anh là con cháu rồi, tài sản nó của con cháu rồi, anh có mình không đó. Rồi ra ở với em có nhà, có cửa sẵn anh ở. Và em nuôi anh luôn đó. Dạ bắt xác anh đó. Bác sát bác Hồn anh ra nhà em nè. Trời ơi, vậy là bảo quá thương không mà ông nội ơi. Tôi bác sát bác Hồn ra nhà, còn tài sản nó giao cho đừng, con cháu lại đừng, đi. Đừng nói mấy đó, đừng nói mấy đó. Bảo quá thương không rồi. Quá hả? Đỉnh luôn. Rồi, phải ý của anh sao? Ý anh sao anh? Hả? Ông này đâu mấy mấy tuổi chừng. Ông 72 rồi đó, tách là 73 nè. Răng còn không? Còn, ngang ngang uống nhậu từ sáng tới chiều, chiều tới phê nhậu hoài. Thịt cày ăn là hai dĩa. Trời ơi, trời ăn dữ rồi ông nội. Ăn cày dữ lắm. Ăn dữ lắm. Thịt chị là ăn mấy dĩa? Ôi, ông bỏ qua cái mấy cọng sườn nữa tôi đó, tôi ăn rồi. Không, thịt chị kìa. Ăn, hồi đó ăn dạ, ít ăn lắm. Nhỏ ăn, giờ lớn ăn. Ý là anh Liên hỏi sạch tôi chạy á, mày không? Mẹ ông cười kìa. Rồi người yêu cuốn dữ hằng vợ. Cái này trắng đậm hay ngủ hả? Dạ ta đang quay anh đó nghe. Rồi vậy rồi chơi à. Có hỏi ông sinh em bé nữa không? Không rồi. Rồi ông đang làm chuyện có bạn lại nhà, bạn nhậu ông lại nhà. Nhậu vì nhà nhậu không mà sao lo được cái chị? Thì bác cũng nói là ông khổ không có tiền mà. Nhậu không mà khổ cái gì? Rồi ông khổ là phải đi làm. Sáng giờ gì đó rồi nhậu hoài vậy đó. Thì khổ là phải đi làm chứ không có nhậu. Đó là ông có việc tâm danh là ông tư nhậu đó. Rồi rồi, tay luôn rồi. Tư nhậu hả? Dạ này đã vô bạn bè vô cũng nhậu không? Không đi vô. Mày mốt là đám cưới là tụi em nói ổng là không có nhậu, nhậu là không có gả cho gì. Không có gả. Ổng bị gả gì khác. Này, ông bị gì dễ gì ổng ấy. Ông bị ghiền rượu rồi sao ông bỏ được. Bỏ tay không? Đang quay anh đó nghe anh. Đó, chị thấy ghế có ghiền rượu đâu mà chị còn la lên la xuống. Ừ. Thấy không? Nó buồn rồi đó. Có khách đó, ông đang có khách là cũng nhậu rồi. Ổng nhậu màu gì á? Ổng nhậu màu gì? Ổng nhậu màu gì? Nhậu màu gì? Bây giờ là hỏi ổng nhậu màu gì? Anh nhậu màu gì không? Phải cười nha. Anh nhậu màu gì anh? Phải cười nha. Anh nhậu màu gì không? Lòng heo nấu cháo ha. Bây giờ là nói lần chút nữa là em đi vô nhà anh chơi được không? Chút nữa em vô nhà anh chơi được không anh? Đang bàn cái chuyện đám cưới.
bàn cái chuyện đám cưới. Vô mà chuyện đám cưới này nghe anh, vô nhà đó, vô thẳng vô nhà đó nghe anh. Nghe. Quay ông ngồi vô nhà luôn. À vô nhà ông quay nè. Ừ. Vô nhà ông quay giờ nè, ông đang cái sàn nhậu đó. Không cho không? Cho không? Hả? Không cho không? Chưa sao mà nó quay quay gì hoài nè. Chị hỏi ông quay chị vô nhà được không? Hỏi ông điện hỏi mà. Thôi bây giờ nè, bây giờ đừng hỏi mà bây giờ trong nhà đó ổng ở riêng phải không? Cũng như là ổng ở với con cái không không? Cách cái bốn cái nhà tường, có cái tường mà tường tường có con cháu không à. Nhưng mà bây giờ ổng có ở chung với con cháu không? Cắt riêng cái nhà riêng, cái phòng riêng của ổng, ăn ngủ riêng bên vậy đó, kia có con có cháu không chứ. Rồi bây giờ chị đi đột xuất vô luôn. Hỏi hỏi không? Hả? Ừ. Đi thẳng vô luôn, rồi tới đó làm bất ngờ, làm bất ngờ. Hỏi ổng không có cho vô đâu. Vô sao quay được. Bây giờ đi vô quay phim nè, đi vô nhà anh quay phim đó nghe. Chị đám cưới em với anh nè. Thì có gì nó lấy đi, giờ ừ. Già rồi tôi thương cô tiếng rồi tôi lấy làm vợ. Đó ta vô đó, rồi đi vô đó nghe. Đi vô đó. Có gì mình mà làm nó tính bất ngờ cho. Em nói anh nghe nè, anh cứ nói thẳng là nhà cửa rồi kia có con cháu, tôi là già cả vợ tôi chết rồi tôi thương em xíu rồi tôi đi chút đỉnh vợ hết ăn uống gì thôi. Thì thương này ta làm đám cưới luôn với em với Nga hai hai chồng Nga vậy đó. Rồi giờ vô nhà đó nghe anh. Đi vô nhà đó, rồi đi vô nhà đi. Đi vô nhà đó, vô nhà nghe. Cho vô nghe, không cho vô được. Rồi rồi vô nhà đó nghe anh, vô nhà quay phim em với anh đó nghe. Rồi đi nè. Tắt máy đi. Nghe anh, nay nhiều la. Ủa ông có cho vô hay không? Anh có cho vô nhà quay không? Quay em với anh là cho không? Không cho, ngại với con cháu. Không ngại mấy đứa con thôi. Nhắc lại người ta, giờ anh thương em hay phải đứng lên đó. Ừ, cho con cháu giờ biết. Là anh đã thương em. Chứ không lẽ hơn, không lẽ làm gì ta nói em dặn em đó. Nhưng mà người ta bây giờ ta không có chịu vậy. Người ta muốn làm đám cưới em với anh là cho người ta biết nè. Anh sợ con cháu, anh cái gì thương thì nói ra thương. Bây giờ ta đi vô được không? Không biết ta đi vô nè. Vô đó nghe, vô bên thêm em anh đó. Rồi được, vô đi. Rồi đó, đang đi vô đó nghe. Rồi được, mới được. Được. Cái đèn nghe, đó nghe. Ừ, số mà dưới mà số mà được đó. Con ấm ta chịu không? Con ấm á. Thì bây giờ anh nói với con này là anh thương em đó. Anh thương em đó, quay lên. Nghe. Thôi là ý kiến của ông. Ý kiến anh làm chủ, làm cha, nhà con cái thì anh thương em, thì anh em anh sống với anh sợ gì. Không nhóc nhóc tao vô tao quay phim mà nhóc cho không cho đặng biết mày vô cho anh vô quay phim em với anh đó. Trời ơi trời, thì vô quay rồi tao hỏi em với anh làm sao nó thương em thiệt, có muốn cưới không đặng, tao làm đám cưới tao ăn tết luôn nè. Đúng rồi đó, đặng cưới hai đứa ăn tết luôn nè, chứ anh cứ sợ con cháu anh hoài em không ra mặt. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, nếu mà thương á thì ông ra mặt đi. Bây giờ thương thì anh ra mặt, còn nếu anh không thương em thì nói thẳng đi, khỏi vô. Đúng rồi, không thương thì tôi gả cho người khác. Khỏi có sửa sạn, em có sửa sạn gì đâu, thì có đúng sao quay vậy. Nếu mà anh làm vậy là anh không có thương em thiệt. Còn giờ thương đứng lên nói với con cháu ở nhà là tôi thương gì đó, tại tôi già cả, tôi mà không có tiền. Thì có gì nói ra gì nấy. Nói thẳng luôn. Một cốc lều chanh hai quả chim vàng, khỏi sửa sạn gì đó. Quay lên là hai chồng mình một cốc lều chanh hai quả chim vàng, ngay nhà em anh ở. Già lớn tuổi rồi. Tổ chức đám cưới luôn. Em đi bán vé số, anh nhà với con em nuôi anh cũng được nữa. Rồi. Rồi, rồi con cháu gì nhà cửa tài sản của nó thì giao cho nó đi. Nhà ông anh thấy giàu lắm mà nhà của con cháu mà không có gì. Vì kêu ông gì ấy chị? Mày kêu đó, ổng có nói mất giặt chủ cơm nước cho con cái ổng chịu về. Thôi giờ là ổng muốn nhậu ra đây đãi cho ổng nhậu rồi kệ luôn hả? Bây giờ vô đó nghe anh. Ra nhậu kìa, vô ra. À, mình về nhà ổng đi. Ừ. Bây giờ đang đi vô đó nghe. Mà cho không? Bây giờ cho không? Đang ta biết. Cho đi ha. Cho đi vô nghe. Vậy nó bắt luôn không giặt. Thì đồ thì tao quay đồ, anh đang giặt đồ thôi, vậy tao quay lên. Rồi đó, rồi đây vô nghe, rồi vô đi anh. Không có chịu không? Chịu rồi. Không chịu rồi. Chịu rồi phải không? Không bàn ghé không hả? Đó. Ông đang giặt đồ, mất thở. Ông không có hương chị thiệt rồi. Giặt đồ rồi, tao đẩy vô chổng rồi, giặt xong rồi. Ông lấy đồ nè, ông đang mất thở, mất thở. Tao quay đồ đó. Ông tính né rồi đó. Né rồi. Nó sẽ không có làm hoài không? Thôi ông né là tôi hốc. Nó nghe nè, người ta
đồ thì ta sẽ quay. Rồi vậy thôi, bữa nào chứ không có vô rồi thôi đi. Rồi nắng rồi. Ồ, làm đâu không gì đâu. Gì đó. Thiệt thòi cho chị đó nghe, cái nhất lộn ok tuổi, đúng không, giá nào chị cũng chung sống với nhà chứ lo nữa, giá nào cũng thương trong năm hạnh phúc chơi nghe không. Nếu ta thương chị á, ta phải bổ chuyện với chị, thương là phải tới à, thương là không tới vậy đó. Ở rồi ngay cho hủ sai được phút nào mới sợ á, phải một hai ngày hay gõ gần không mấy anh, sao mà phút nào mới sợ á, thương lắm đúng không, năm có năm có gì đâu mất cỡ. Mấy bữa nay cũng hơi đồ chứ dẹp rồi nè chị ơi. Cái này là duyên tiền định nè. Con cháu rồi. Con cháu là. Con là. Chắc cái này thương chị Xíu giống như là thương thầm đó. Nén con cháu. Thương thầm đó, dạ đúng rồi, đúng rồi, thầm đó, thương thầm mẹ tôi đó. Giống như cái tình trạng mà đi ăn Dũng giờ nào hay giờ đó vậy đó. Đi giờ nào đi được đó. Năm ba bữa gan làm chứ phải mỗi bữa mỗi gan nha mấy anh, mấy khán giả, năm ba bữa gan ngủ mẹ ăn đêm đi rồi về chứ không phải mà mỗi nồng mỗi đêm mỗi ngủ. Vậy đó, năm mấy bữa mới ra ngủ một bữa ha. Dạ, cái tuần lễ mới ra một lần chứ phải là mà ở đây luôn không phải. Ta cười kìa. Cứ mỗi lần ra là quýnh cơ 2 cơ 3 con đó. Không biết gì đình có combi combi. Combi quýnh vô dậu. 2 3. Nha cười nha cười kìa. Có chị Xíu nói chung là chị Xíu làm mê rồi, dễ gì cách nào mà sức ra được. Tại chị á là là u bốn mấy cỡ mình đó, trai trẻ nó công việc nhóc cơn ổn định tùm lum hết trơn á, sao không chịu trời. Bởi vì mới nói ha, để quá người đó mà lựa cái ông gì 70 mấy tuổi đã đi đơn ông trả tiền cho ổng nữa. Ừ, đổ cho tiền ổng sai tôi bãi chạy đậu với bà đi chứ. Trời ơi trời, lớn hơn chị ba gì còn không ngủ với Nga nữa đó, còn không ngủ với ngủ với Nga nữa. Ủa lớn hơn giọng 20 tuổi chứ nhau. Ông mấy sao nhìn trẻ vậy ta? Ông 72 tuổi đó. Ông màng bà cái đó. Ông mới xong ông làm ông gãy gì đó ở nhà cơm má cháu mà ở nhà chứ tư à. Ăn cái bị gút đó. Sao lựa người nào mua bán trên danh làm gì? Tao lựa người có tiền không lựa. Thì xíu hay ha. Để người ta biết lo cho con mình.